Xin chào các bạn, chúng quay trở lại kênh Tuổi Máy Tính. Video tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách vào chế độ Fastboot Mode của con máy Vivo i21s nhé. Để thực hiện thì đầu tiên ta sẽ tắt nguồn. Rồi, ta sẽ tắt nguồn này. Ta sử dụng hai tờ phím tăng âm lượng và phím nguồn, volume up và nguồn và ok. Đây này. Nó rung cái ta thả nút nguồn ra. Rồi, giữ tăng này. Rồi. Đây, bây giờ các bạn có thể cắm vào máy tính để thực hiện unlock hoặc là tự ốp ROM cái kiểu tùy các bạn nhé. Đấy, xong thì nó đơn giản đấy thôi, phát bút nó đơn giản đấy, Thunderbolt này, ấn hoặc nút nguồn này. Vừa rồi mình vừa hướng bạn cách vào chế độ Fastboot Mode trên con máy Vivo i21s. Chúc các bạn thành công, còn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.